những trận so tài đỉnh cao, lan tỏa đam mê đến từ hâm mộ bóng chuyền cả nước. Giải bóng chuyền hạng quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang. 4 đội nước ngoài tranh tài cùng những tên tuổi của bóng chuyền nữ Việt Nam. Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV5 Tây Nguyên, Đài Truyền hình Việt Nam, Thể thao TV, SCTV15 và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kiên Giang.